Hello, xin chào mọi người nhá. Chào mọi người nhá. Chào mọi người nhá. Chào mọi người nhá. Hôm nay bọn mình sẽ làm món lòng. Lòng tim cực các kiểu. Cái này là tim này. Đây là món hoa chuối các bạn ơi. Thì anh em mình xào cái này ngon ăn ngon đây. Hoa chuối xào với tim cực, lòng các thứ. Nước xanh. Chảo thịt xanh đi đâu vậy? Bà Trinh. Đấy, đây ướp gia vị đó. Này bọn mình thái ra xong rồi ướp với gia vị. Hôm nay sẽ có món hoa chuối á. Lòng này. Bốn anh em một mình hôm nay ăn tẹt ga luôn. Hôm nay có bốn anh em thôi, còn mấy anh em còn lại có công việc cá nhân cho nên là đi vắng rồi. Thái dài rồi, nướng đi. Dài nướng ngon nhỉ, bé quá, nướng đẹp. Cái này dám tí nó kéo vào khô vào thì thái dài ấy, thái ở hàng mét luôn lòng này, không tí dán lên nó lại co vào hết. Đấy, hôm nay anh em bọn mình sẽ ăn món tim cực với đây là rượu mật ong nhé các bạn, rượu mật ong cốt một rồi còn vàng phè. Hôm nay là chơi rượu thật đấy, hàng thật luôn. Đây là ớt chỉ thiên nhé các bạn nhé. Ớt này rất là cay luôn. Không giống như loại mấy cái loại ớt trồng, loại ớt dài dài do kia đâu. Ớt này tuy bé nhưng mà rất là cay. Bé cũng có đấy. Có 10 quả rồi. Có nhiều đấy, hôm nay chắc được rồi. Cái này nấm gì đây? Chịu thôi. Lấy người ta ăn được thì mình lấy về ăn. Về được mạnh một tí bay xuống hết. Ấy. Đấy, bọn mình sẽ nhóm lửa đây. Địa thế rất là đắc địa luôn. Củi nó hơi ấm đấy nhỉ. Chào. Cái này còn nên ăn không? Bé quá nhỉ. Cái mông bụng. Có nhưng mà ít lắm. Bóp bóp cái này có cảm giác gì? Dạ, cảm giác gì? Nhau nhau quá. Nhau quá. Bóp nhiều cái nó căng hơn. À, lấy rượu đi xuống một tí. Lấy một ít rượu một ông không? Lấy rượu hạt cổ 3 năm. Chú một tí. Đưa đi. Nhiều mà bóp đi. Đấy, đưa rồi. Bọn anh em hôm nay phải chuyển hết cái này nhá. Không hết không về. Không hết không về đâu. Chăm cay. Ok ok. Ê rồi. Rát đít đấy cái này. Nhìn ạ. Được rồi, vừa lấy đi trên kia lên. Bỏ cái này ra rồi, lên nướng rồi. Ủa một phát luôn. Bây giờ đi rửa cái này đi xong rồi bắt lên trên kia. Đây, tí nữa bọn mình sẽ ngồi đây nha các bạn ơi. Anh em chuẩn bị xong rồi. Chú vào đây làm gì đây? Bọn anh chưa ngồi mà.
Con này hết lọ nhá. Hết lọ kia mới về nhá. Trời âm u này. Khả năng cao lắm chị ạ. Chiều lại mưa rồi. Chiều lại mưa. Hôm nay được nghỉ chiều rồi nhỉ. Chiều nay được quẩy nhá. Cậu kia nhá. Xuống trong bên nhà ngủ. Nóng mới ngon mới thử đi. Hôm nào chơi con gà úp vung. Chín rồi. Chín rồi. Chín rồi. Rồi. Ăn tái ăn sống còn được đúng không? Ok, chín rồi. Chín rồi mọi người ạ. Rồi. Kêu. Cái này có hoa chuối nó hơi đen tí. Mà ngon đấy. Cái này hoa chưa xuống nhỉ, màu nó không được vàng như cái lúc nãy. Ăn thế này quen rồi, ăn không được bỏ sót. Một tí mày lấy. Lại say rồi bà Phương ạ. Hoa chuối nướng như thế này là được rồi. Này còn cái nữa. Với cái bạn Phương. Rồi đến giờ các bạn, xin mời các bạn nhá. Kiệt ơi. Lắm rồi. Cái này mà đổ phát đi. Rồi vào thôi, vào thôi anh em ơi. Anh em phải trang trí hai cái sừng này. Hai cái này phải đấu giá nhá anh em nhá, nhớ đấy. Món nước chấm này. Nước chấm hơi ít đấy. Đây là món gì nhỉ? Cái này anh em miền núi của mình dùng để làm giấm nhé các bạn ơi. Cái này ăn chua này. Đây, ôm đi. Đúng rồi. Trời. Ôi, thật gì có lúc nhỉ đấy. Cái này cốt thì bao nhiêu rồi? Ngày cốt đầu tiên đấy. Cốt đầu tiên à? 100. 100 gì? Hôm qua không có mực thôi, có mực là nó vàng thôi. Thối lắm. Eo ơi, thối cái gì. Hạ thủ mấy năm rồi đấy. Cái này mật mật ong à? Cái này rửa mật ong đấy. Nhiều liều có xe không? Chính con thử món này xem, ngon lắm đấy. Ôi, vừa lắm. Ăn nha, ăn sừng thì ăn nha, tối cho vợ bọc sừng nha. Cảm giác như nào? Ngon không? Nhìn mấy cái này nhiều rồi, kha chứ không đặt ba đâu, kinh ấy. Thôi. Mời vào chơi đi. Châu hướng. Vô đi. Ok luôn. Đã thơm như nào nhỉ? Rồi mời các bạn nhá. Làm hớp đấy. Đóng miệng. Bỏ trước đi. Ừ. Chiều mật ong này các bạn ơi. Rồi mời các bạn nhá. Làm miếng này. Ngon lắm đấy. Ơ cay. Chấm với ăn với cái này. Chua chua đấy. Cay này ngon. Nó phải bắt ăn. Chú Phương nhá, cái này một chén thôi nhá. Không ít đâu. Này ngon không? Ngon à? Có mũ. Đến ngày. Đặt vé nó mới hợp lý. Ê, con dao bé mày, mà chiên cơm cũng con dao bé. Thôi,
ít ớt nhỉ. Này mới ngon. Hay dai nhỉ. Mời cả các bạn nhá. Chắc là vớ phải miếng gân thôi. Ngon. Ngon chứ. Ăn đi chủ tịch. Mày em không review mấy cái này à? Mấy cái món này này, long này, ủi cái long này. Phép làm mình miếng long nhá. Nhiều tôi xanh một tí. Ăn đi, ăn đi yêu. Mập gạo không không luôn. Hai ông bốn ông, hai ông mua ông một điện thoại. Ăn gì? Anh em mình cứ ăn thôi nhỉ. Ăn cái quả kinh đông đi. Ngon lắm đấy. Nó chém, nó chém chưa? Thấy bị đẳng cấp. Này, thử cái nào ngon lắm đấy. Bữa này thôi, bữa này thôi, nhiều quá. Cái này cái này đến đây là một ly nữa này, một ly, bốn ly nữa, ui, tha hồ, bốn năm ly á. Thế cho đầy vào, thằng nào này cho hai quả sừng to đấy. Chóng rồi nhá, đây là hoa chuối. Đây, chủ tịch mới vừa lên sóng, vừa nãy từ vừa nãy cầm máy quay suốt rồi. Đây là chủ tịch nhá, chủ tịch của anh em mình nhá. Ngại bỏ về trước ấy. Về nhà. Bỏ về nhà trước là anh em lại buồn đấy. Do mấy hôm nay mưa gió không lên video đều được cho các bạn xem. Mưa gió không chả biết quay thế nào. Hôm nay trời khô ráo tí anh em mình mới quay được. Chát đâu ngon mà. Bỏ từ cái này đi, ăn mỗi cái này không là không bao giờ chát. Không hề chát một tí nào luôn. Chát luôn, ăn hơi bị ngon đấy. Đây, chào anh nhá. À, anh hôm nay đi công việc. Thì hơi muộn. Bận công việc quá. Alo. Alo. Đây, về đến thì phát cho anh em mỗi người. Bảo gọi cho anh xem. Nào, dạo làm ăn như nào rồi? Để Dương đây, với cái tóc, như cái chai. Chào nhá. Anh lời đây. Làm cái này cho... Trời dùng nhiều số đấy. Trùng lâu rồi, nghe này, Hà Bắc rồi. Chắc là ngon lắm đấy. Đây là gọi chua. Mật ong 3 năm, thấy chưa ạ? Mật ong hạn thủ 3 năm. Là gì thế? Gió rồi đấy, chắc nó... là sắp có bão. Thằng khoai tí cơ nữa nha. Mời nhá. Kiếp bỏ dương nhà mới á. Chúc. Có ai biết cái này là, gọi là cái gì không? Cái chua. Cái chua chua. Chua ở hang đá ấy. Cái thâm mí. Cái này không có gì. Cái này tiếng Tây của mình gọi là cái thất mí đấy. Để kinh chịu à? Để kinh chịu mình chịu đâu, không biết đâu, mình chỉ ăn được thôi, ngon lắm. Đây, hoa chuối vẫn còn, hoa anh. Hôm nay mình không được làm mà mình vẫn được làm. Đấy, cảm ơn trong đoàn. Ăn đi, tự nhiên đi. Hãy trình dùng tự nhiên đi, nhiều đâu, châm liên tục như thế nào. Này, cái này ngon đấy. Rau thối. Rau thối. Bồ cai đấy, không phải rau thối gì đâu. Cái này ăn được không à? Được không? Ăn được không? Có mùi đấy. Đúng đấy. Này, ăn sống mà mùi nặng lắm ấy. Đúng đi. Trời cũng mày chắc là hiểu đây, không phải khổ đâu. Nhiều mật ong đấy. Cẩn thận tí này lăn xuống suối nhá. Tắm luôn gì đấy. Ong bay cao không ấy. Này chắc là được bắt con đấy này.
tiền. Ngon thế nhỉ? Ngon quá, chị ngon quá. Thử ăn gì bồ nấy mà. Ăn tim một tim ấy. Ăn chim lợn bổ. Ăn chim lợn thì bổ cái gì? Ăn chim bổ chim. Đây. Ồ, không ạ. Cái kia là chào hỏi thôi. Anh em chưa biết. Đây. Ba ba cha bảy. Ê, chà tí chà. Tắt nguồn đấy. Đi đấy. Vào ba cái. Mời tất cả các bạn nhé. Chụp nguồn thôi. Mời tất cả anh em. Anh biết đọc không? Cái này toàn tiếng bên nước ngoài thôi, mình cũng chả biết. Mấy chén nữa vào đọc răm rắp luôn. Hoa chuối chỉ lên mà chơi à? Ngon chứ. Thêm nước chấm ấy, hết rồi. Chám rồi bọn. Người ta bảo là kiếm lao đắc thọ. Thanh niên cứng ấy. Thanh niên cứng nhất. Nhiều lắm rồi đấy. Chập coi bây giờ. Em phải ăn hết rau xanh ấy nhá. Thế em ơi nhá. Mấy rau xanh thịt không ăn cũng được. Rượu này nặng lắm nhỉ. Quá đi ngư luôn. Rượu bà năm của em cơ mà. Ngâm phải không? Đúng rồi, ngâm mật ong hạ thổ bao năm của em cơ mà. Đấy, thanh niên tự sướng này, tự rót tự sướng này. Đây là thanh niên người từ làng mạng về đấy. Chào nhá. Chào mọi người nhá. Chào nhá, chào tất cả mọi người nhá. Chào mọi người nhá. Chào cả mọi người nhá. Lại quê rồi. Chào tạm biệt các bạn nhá. Bọn mình chắc là dừng video tại đây thôi. Hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo.